Máy lọc không khí Daikin ACK70Z không chỉ là một sản phẩm cao cấp mà còn là đại diện tiêu biểu cho sự tiên tiến và chất lượng của một chiếc máy lọc không khí đến từ thị trường nội địa Nhật Bản trong năm 2024. Vậy thì chiếc máy này có điểm gì nổi bật đến vậy? Hãy cùng Nội Địa Nhật Store tìm hiểu ngay sau intro nhé! Daikin ACK70Z là model thay thế cho dòng sản phẩm ACK70i, được tiếp nối và phát triển từ bộ chuyển phát đôi từ Twin Streamer, là một trong những tính năng nổi bật của Daikin so với các dòng máy lọc không khí có trên thị trường. Bộ chuyển phát lớn gấp đôi so với tiêu chuẩn, cấu trúc này giúp tăng cường tốc độ loại bỏ khí độc, hiệu suất khử mùi và khử trùng. Được thiết kế đặc biệt để chiếu xạ tăng hiệu quả của bộ lọc, giúp máy hoạt động với hiệu suất cao trong việc chống lại chất độc và khử mùi hôi khó chịu. Sự hấp thụ mạnh mẽ và hiệu quả của Daikin ACK70Z đến từ cổng hút, đến từ 3 cửa hút khác nhau với hai bên hông thân máy cùng cửa hút nhỏ phía trước. Nó giúp dễ dàng hút và hấp thụ nhiều loại bụi khác nhau một cách hiệu quả nhờ thiết kế 3 chiều này. Qua đó, từ các hạt bụi thô có kích thước lớn hay ngay cả những hạt bụi nhỏ li ti, vi khuẩn, virus đều sẽ được hút vào trong và xử lý giải quyết một cách nhanh chóng. Bộ lọc TAFU là một sáng tạo khác biệt để thay thế cho bộ lọc HEPA có trên hầu hết tất cả các mẫu máy lọc không khí thông thường. Với khả năng chống thấm dầu và thấm nước cực kỳ cao, tốt hơn nhiều so với HEPA, nó giúp giữ lại bụi bẩn một cách hiệu quả mà không làm ảnh hưởng đến khả năng tĩnh điện khử khuẩn của máy. Với thiết kế 3 bộ lọc đặc biệt bao gồm than hoạt tính, TAFU và lọc thô, ACK70Z đạt tới hiệu quả lọc được lên đến 99,97%, hạt bụi có kích thước nhỏ hơn 0,3 micromet trở lên, mang đến không gian trong lành, sạch bụi và thoáng đãng dành tới cho cả gia đình. Khả năng bù ẩm tự động lên đến 700 ml/h của Daikin ACK70Z giúp tạo ra không khí ẩm mát dễ chịu trong những ngày khô hanh hay trong phòng phải sử dụng điều hòa liên tục. Ngoài ra, với trang bị chất tạo ion bạc Ag+ trong khay trừ nước, nó sẽ giúp ức chế vi khuẩn và khử trùng để luôn đảm bảo độ ẩm sạch sẽ. Và với công suất lọc cho phòng diện tích lên đến 51 m², đi cùng thiết kế đẹp mắt và sang trọng, ACK70Z thực sự là một sản phẩm đa năng và tiện ích cho không gian sống của bạn. Đi cùng tính năng kết nối với điện thoại thông minh cũng là một điểm độc đáo, giúp quá trình sử dụng trở nên thật tiện lợi và thú vị. Và sau đây sẽ là hướng dẫn sử dụng chi tiết các tính năng sử dụng của máy lọc không khí ACK70Z được đội ngũ của Nội Địa Nhật Store thực hiện và gửi tới dành cho bạn. Với sử dụng máy lọc không khí Daikin ACK70Z, tất cả các điều khiển dành cho máy sẽ là các phím cảm ứng được trang bị trên mặt trên của máy tại đây. Với đầu tiên sẽ là phím bật tắt nguồn điện của máy. Sau đó, chúng ta có thể nhấn chọn các phím tùy chọn chế độ hoạt động của máy theo ý muốn tại các phím tại đây. Với bên cạnh sẽ là phím hoạt động tự động. Khi nhấn chọn chế độ này, ngay lập tức đèn báo sẽ sáng lên tại đây để thông báo tới chế độ tự động đã được kích hoạt. Tại chế độ này, tất cả các cảm biến của máy bao gồm cảm biến bụi, cảm biến mùi và cảm biến độ ẩm. Các cảm biến này sẽ hoạt động và gửi thông tin tới dành cho máy để tự động điều chỉnh và đưa ra các chế độ hoạt động tối ưu theo từng điều kiện để giúp đem tới chất lượng không khí tốt nhất dành tới cho căn phòng sử dụng của bạn. Và chúng ta có thể chọn các chế độ theo từng nhu cầu của bạn tại nút chế độ có tại đây. Với đầu tiên sẽ là chế độ đối lưu tự động, tương ứng với chế độ tự động tại đây. Nhấn chạm tiếp theo sẽ là chế độ tiết kiệm điện, tiếp theo là chế độ lọc phần hoa, tiếp theo là chế độ tốt cho cổ họng và da, và cuối cùng là chế độ tuần hoàn được hoạt động song song với các dòng máy điều hòa Daikin. Tiếp theo bên cạnh đây sẽ là chế độ luồng gió với lần lượt là yếu, trung bình và mạnh, và trên cùng sẽ là chế độ turbo hoạt động một cách mạnh mẽ. Tiếp theo là chế độ thiết lập bù ẩm với lần lượt các mức bù ẩm từ yếu, trung bình và cao. Bên cạnh đây sẽ là phím chọn độ sáng của màn hình hiển thị với 3 mức sáng bao gồm sáng, tối và tắt. Ngoài ra, tại phím này chúng ta có thể nhấn giữ 2 giây để bật khóa các phím chọn điều khiển. Khi hiển thị chìa khóa hiện lên, nghĩa là tất cả các phím hoạt động đã được khóa lại và giữ nguyên chế độ đang chọn. Và để mở khóa lại, tiếp tục chúng ta sẽ nhấn giữ 2 giây tại phím này. Bên cạnh đây sẽ là phím bật tắt, chọn kết nối Wi-Fi, sử dụng song song với điện thoại thông minh. Ngoài cùng tay trái đây sẽ là đèn báo có 3 cảm biến bao gồm cảm biến bụi thô, cảm biến bụi mịn PM 2.5 và cảm biến mùi. Các đèn báo sẽ hiển thị bằng 3 màu, với màu xanh là chất lượng không khí tốt, màu cam là chất lượng trung bình và màu đỏ là chất lượng không khí kém. Phía trên tại đây sẽ là đèn hiển thị trạng thái độ ẩm hiện tại. Góc trên tại đây sẽ là đèn báo khi bình cấp nước bù ẩm hết và sẽ hiển thị thông báo tại đèn phát sáng tại đây. Như vậy, qua các thông tin chia sẻ vừa qua, hy vọng Nội Địa Nhật Store đã đem đến cho bạn một lựa chọn sử dụng thật tối ưu và hiệu quả, từ một chiếc máy lọc không khí cao cấp tới từ nhà Daikin, với đầy đủ các công nghệ cao cấp, tính năng sử dụng thông minh và hiệu quả để đem đến cho gia đình bạn một trải nghiệm thật tiện ích dành cho sức khỏe của mọi thành viên trong gia đình. Và mẫu sản phẩm này thì luôn có sẵn tại Nội Địa Nhật Store Khách hàng quan tâm dòng sản phẩm có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Zalo 0833 884 777 để được tư vấn hỗ trợ miễn phí nhé.